Lời nói đầu tiên cho em nhanh xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay lại mát cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp ha. Thì cửa hàng Thành Hợp là tên ông xã em, tên của em là tên Nhanh nha. Đó, thì cũng như thường lệ thôi, hằng ngày thì em cũng live bán máy 7. Nhưng mà hôm nay em Nhanh có khác một tí xíu là em Nhanh live bán máy mới nha em ạ. Hàng trái nơ ha. Cái nào em nói cho ra cái đó nha. Thì buổi trưa thì em Nhanh sẽ lên máy 7, hàng Nhật đã qua sử dụng một đời chồng. Còn buổi chiều tối thì em Nhanh sẽ lên máy mới, đa dạng mặt hàng hơn để cho anh chị chú bác mình có thể là xem tham khảo nhiều dòng máy ha. Thì cái này máy mới nó máy Nhật nó không có về dòng, không có về hàng nữa anh, cả tháng nay rồi em Nhanh do có hàng bán là em Nhanh dự trữ hàng đó, thì cho nên là khách hỏi máy mới quá nhiều, thì đó là một cái động lực để em Nhanh đi kiếm nguồn hàng ngon bổ rẻ chất lượng về cho mấy anh sử dụng. Hồi xưa mấy anh nghe hàng trái nơ là mấy anh sợ phải không, nhưng mà bây giờ nó khác rồi nghe mấy anh. Cái dòng hàng mà em Nhanh nhập về là hàng loại 1 ha, hàng những cái mặt hàng mà hàng Nhật của hàng trái nơ người ta bởi người ta sử dụng im thì nó sản xuất để nó xuất khẩu qua đây, và em Nhanh kiếm nguồn hàng là bao chất lượng cho mấy anh nha. Đó, thì hôm nay em lên hàng đa dạng mặt hàng nha, có máy thổi bụi nè, có máy có máy xăng nè, máy cưa, máy cắt cỏ thì có động cơ 2 thì và 4 thì. Đây hôm nay em lên cho mình là động cơ 4 thì thì có Honda GX 35 ha. Đó, máy này là máy Mitsu tên là 43 ha, máy mới nha mấy, hàng trong thùng đàng hoàng nha, Kamatsu ha, 7.200 nha, giá mềm giá rẻ cho mình luôn đó. Máy GX 200, cuối cùng là một cái máy thổi bụi nha. Đó, máy rất là đẹp ha. Những cái mặt hàng mà em Nhanh bán ở đây em Nhanh đều có chế độ bảo hành nha mấy anh, bảo hành đàng hoàng cho mấy anh luôn. Mà em Nhanh sẽ nói chế độ bảo hành như thế nào đó. Thì nói chung á là trên mạng xã hội này á thì có nhiều anh người ta thích sử dụng máy 7, nhưng mà có nhiều anh cũng không thích sử dụng máy đã qua một đời chồng không, thì cũng có nhiều anh thích sử dụng máy mới, cho nên là em Nhanh mới lấy nhiều mặt hàng đa dạng cho mấy anh sử dụng nha. Cái mặt hàng mà em Nhanh báo giá ở đây là em Nhanh sẽ bao ship cho mình tới nhà kèm phụ kiện đầy đủ, và em Nhanh không có lấy cọc mình 1.000 nào hết nha, cho nên anh chị chú bác mình cứ thoải mái ha, cứ thoải mái mà mình chốt đơn. Và những cái hàng ở đây là tới nơi em Nhanh được cho mình tháo ra mấy anh kiểm tra không bể vỡ, test mẫu máy rồi mình hãy nhận ha. Và qua đây em Nhanh có một cái tâm sự nho nhỏ nha, là mấy anh đừng có nghe từ trái nơi rồi mấy anh tội vội cắt clip ha, mấy anh phải tham khảo máy coi được thì mình cứ mạnh dạn mình chốt đi, em Nhanh không có lấy cọc, không có sợ lừa gạt đâu. Kênh của em Nhanh bán 4-5 năm nay rồi, uy tín đặt đầu ha. Mà mình cảm thấy thật sự mình muốn mua mình đã chốt, chứ đừng có chốt xong rồi mình bơm hàng tội nghiệp em Nhanh nha. Em Nhanh bán hàng là em Nhanh nói chuyện đâu đó đàng hoàng đó. Và mấy anh xem kênh nhớ cho em Nhanh xin một nút like, khách mới mình nhớ nhắn vô đăng ký kênh để xem được nhiều cái video máy rẻ chất lượng. Máy này là em bao rẻ cho mình luôn á, mấy anh cứ tham khảo từ từ nha. Nhớ là máy mới em Nhanh sẽ like buổi chiều tối, còn máy Nhật 7 em Nhanh sẽ like buổi trưa. Mấy anh nào coi dòng máy nào thì mình có thể chia ra mình coi ha. Thì ví dụ như máy này nó nhiều chức năng lắm mấy anh, thổi bụi có nè, đấu vô xe rồi chuồng rồi chạy nè, tưới cây rồi nè đó, rồi cắt cỏ rồi nó thích động cơ 2 thì xài động cơ 2 thì, thích 4 thì mình xài 4 thì nha. Nhớ là em Nhanh bán hàng uy tín đặt đầu ha. Những cái dòng máy này ở đây là em Nhanh sẽ bảo hành cho mình là 3 tháng, riêng máy thổi bụi nó có phiếu bảo hành là bảo hành 6 tháng và em Nhanh bảo hành cho mình là IC lửa ha, không bể vỡ nha. Chứ nhiều khi về mấy anh tự làm bể vỡ hoặc con gì vô nó cắn hoặc làm gớt xuống nước nó hư được, cái anh đó là mấy anh chịu trách nhiệm chứ không phải là bên em chịu trách nhiệm được nha mấy anh. Đó rồi, đây Nhanh vậy nè nghe mấy anh, bảo hành IC lửa 3 tháng nha, đàng hoàng ha. Rồi số điện thoại để chốt đơn nè, 0913136620, có Zalo, Zalo tên là cửa hàng Thành Hợp đó, và hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy. Em Nhanh bán hàng mấy anh nào xem lâu rồi biết em Nhanh nói chuyện một là một, hai là hai, đâu ra đó đàng hoàng. Bán hàng là bảo hành cho khách sử dụng, tại vì nông dân mình rất là thà ha, chứ không có bán buông đuôi nghe mấy anh, bán rất nông dân mình thật thà, mà người ta cần người ta mới chốt đơn thôi á. Mà nhiều anh á nhẹ bóng vía chốt đơn xong bị mấy anh ở sớm hù cái quản hòm bơm hàng ha, cái đó là không nên nghe mấy anh, cái đó là nghiệp đó. À, em Nhanh nhắc đi nhắc lại ha, bên em cho kiểm tra hàng trước khi nhận, không lấy cọc. Thì nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình khác nhau, có người người ta thích máy mới, có người ta thích máy 7 ha, thì thích máy nào mình chốt máy đó nha. Và mỗi cây máy thì em Nhanh sẽ cho theo nè,
Đối với máy cắt cỏ và máy cưa thì em nhanh sẽ cho thêm một cái bugi. Bugi mới, bugi xịn nha. Đó, và một cái ổ cước 4 chấu. Cái này là em nhanh cho ngoài lề thêm đó nha em nha. Ổ cước 4 chấu. Rồi bây giờ em nhanh sẽ nhờ thợ test nổ máy cho mình ha. Mình coi cây nào nó ngon lành ok thì mình chốt đơn nha. Đầu tiên là em sẽ cho test cây Honda GX35. Máy này nó nổ nghe anti rất là im nghe anh sắc sảo ha. Đây một cây Honda sao mày luyện tùm lum hết rồi sao chưa biết được thanh. Rồi cái sợi dây đeo của Mitsu đâu này, nó có dây đeo riêng, dây đeo này khoảng này của ngày á, dây đeo của thằng Mitsu nó tương tự như dây này nè, em lấy trong hùng Mitsu á này, hãy lộn vô đó, cái đó của thằng đó đó đó, mày thấy giống à? Không khác mà. Đây anh em hợp đưa giống này giống ta. Rồi cây Honda phụ tùng cho theo là một sợi dây đeo nghe mấy anh, một cái tiếp mở bugi lục giác, một cái đĩa dài nha. Em nhanh cho thêm là một cái ổ cước 4 chấu và một cái bugi đã bugi mới xịn sò nha. Máy này đổ hình thức nhìn nó rất là sắc sảo nghe mấy anh. Đó xăng riêng nhớt riêng, nhớt thì mấy anh chạy lâu lâu mấy anh thăm, nhớt đen thì mấy anh thay giùm em ha. Máy mới thì không có phải gì phải chơi rồi, máy em nhanh mua cũng là loại nhất nghe mấy anh. Nè có Honda GX35 này mấy anh thấy không đó, báo cái giá là mấy anh giật mình luôn, đẹp sắc sảo hết nha. Mấy anh xem máy trên live sao thì ở ngoài y vậy ha, ga bóp viên đó, ép mỏ dịch đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mình mở nha, lắp nó nè sắc sảo nha mấy anh. Rồi tặng thêm bugi phụ tùng đầy đủ bao xếp không lấy cọc. Mã này mấy anh chốt giùm em chữ Honda GX35 1.7 ha. Thì mấy anh gọi điện cho mấy anh chốt đơn là nói cho anh chốt mã Honda GX35.7 là em nhanh biết, em nhanh sẽ gửi hàng nha. Rồi cái đến là Mitsubishi trên L43 nè. Dục hả? Dục gì vậy? Dục mà không dám gắn lại nữa Thanh, mày nhẹ không dí chứ Thanh. Mitsu tên là 43 nghe mà. Nghe tiếng máy nó nổ thôi là chất lượng ha, không không lẫn vào đâu được. Đó, cái này thì nồng nó là 40 ly, công suất là 43cc ha. À, hình thức máy nè, cũng ngon lành đó nha. Ừ. Đẹp ha. Cái này thì nó chạy tôm lớn bố lớn nha, mà anh đấu xịt thuốc được ha. Lát mày nó có bán tĩnh điện luôn nghe mà. Đó ga bóp zin nè, công tắc trên tay cầm đồ luôn nha, lắp zin trắng cỏ bự chà bá luôn ha, xịn sò đó. Máy này em bán mình 1.8 triệu thôi, mà anh chốt giùm em nhanh mã là Mitsu tên là 43 giá 1.8 triệu làm nhanh biết ha. À, ví dụ mấy anh gọi điện mà hỏi mà anh chốt mã gì, mà anh nói cho anh lấy cây Mitsu tên là 43 1.8 triệu nghe nhanh đó là ok. Giá này em nhanh đã bao ship kèm phụ kiện đầy đủ không lấy cọc nha mấy anh trai mấy chị gái. À, an tâm mình chốt đơn ha, bảo hành 3 tháng bảo hành lửa nha. Cái này căng với em thôi, chịu dài lam luôn nha. Kamatsu nghe mấy anh, hàng mới nha. Chạy dữ lắm nha Thành. Máy này chạy dữ lắm nha, coi chừng cái giòi em á. Khỏe à, này nồng cỡ 40 ly chứ không phải thường nữa. Rồi 6kg có xăng và nhớt ha, chiều dài cá lam nè,
Làm nãy vài năm tắc tư nha mấy anh. Cái bình này của ông Mitsu á. Hôm qua nó đem máy vô nó không đem không kịp. Kamasu. À. Lấy cái bình nhớt ra giùm chị nha Thanh. Cái này là mình xài vừa nhớt lam, vừa nhớt xăng pha nhớt luôn nha mấy anh. Cái nắp xăng pha nhớt màu đỏ phía sau. Cái nắp nhớt lam màu đỏ phía trước ha. Kamasu. Này giật nhẹ nha, phiên bản này có trợ lực ha. Công tắc nó nằm ở đây nha em. Tắt mở nè, giữ ra lớn nè, bóp cò lại giùm em. Đó. E nè, đóng em mở e, cái này hạ cái đứng được luôn ha. Có đồ chơi là khóa xích nha, đầy đủ chức năng. Xích nó sử dụng là xích 325. Đó. Có sữa gỗ nha, này phụ tùng cũng đầy đủ cho mình luôn nha em. Bao lam đồ theo đầy đủ hết. Cái này mấy anh chốt giùm em mã cưa 7.200 giá 1.500.000 ha. Chốt mã cho anh, chốt mã cưa 7.200 1.500.000 nha nhanh. Cây này em bán là 1.500.000 đồng nha anh, đã bao gồm bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Kiểm tra hàng trước khi nhận, test nổ máy trước khi nhận ha. Đó em nhanh nói trước nha, hàng này là hàng trái hơn nha anh, nhưng mà hàng này hàng loại một ha, bao sử dụng nha anh. Đó giá cả vừa túi tiền, rất là rẻ rồi. Em không lấy cái này em lót luôn. Lần đầu tiên đó. Cái ga nè. Nhẹ nhàng ha. Máy này là 6.5 HP GX 200 nha em. Một cái máy xăng. Đó. Nhớt đổ ở đây. Cái này là nó chạy là cút thẳng nha, không phải cút xéo nha em, cút thẳng. Đó. Thì cái dòng máy này thì mấy anh để dưới vỏ lãi nè, xuồng ghe gì mình chạy ha. Hoặc là mấy anh có thể là đấu vô mấy cái máy nén ha bạn. Để mình tưới cây ăn trái như tưới xoài hay cái gì đó, hay là rửa xe gì đều được hết ha. Đó. Đây bách ga, đây e gió, đây công tắc ha. Đó, máy này thì mấy anh chốt giùm em mã GX 200 giá 1.500.000 đồng. Bao ship ha. Cái máy này là em tăng là 13 kg mấy đó, là xăng với nhớt là mấy em đổ lưng thôi. Mà mấy anh nhà mấy anh đổ đầy là tầm cỡ 14 kg ngay ha. Đó, giá 1.500.000. Rồi kế tiếp nè, đây là một cái máy thổi bụi ha. Bây giờ để rút ngắn thời gian thì em nói sơ sơ đó nha. Cái máy thổi bụi này thì chiều dài nó là bao nhiêu, mà mấy anh thổi bụi thì mấy anh ví dụ như mấy anh thấy thổi bụi mà vô cái vườn cây ăn trái mà nó dướng quá thì mình có thể là tháo cái ống này ra. Đó, tháo hai ống được luôn nha mấy anh, một ống hai ống. Giờ tháo ống thứ nhất rồi Thanh, bóp cái đó xuống kéo ra. Đó, rồi ống thứ hai là bóp cái màu vàng xuống tháo ra. Đó, đây mình có thể tháo rời được ha. Rồi bây giờ mình gắn vô đi, tùy theo ha, thích tháo sao cũng được, tháo vừa vừa cũng được. Đó, đó là cái chức năng của nó ha. Rồi xong rồi, bây giờ để khởi động nó nha. Rồi cái này chị làm được, khởi động nó thì mình clip cái này vô giùm em nha, mạnh vô xíu nha, mạnh mạnh chứ cũng năng niu đó nha em. Số 1 nè, số 2 nè, bấm cái nữa, bấm nhẹ thôi. Đó, số 3 nè. Em tắt nè, tắt chứ mở mấy anh, mở y như nhau ha. Clip vô hay lâu dùm em là tự nhiên nó tắt, và clip hay lâu một chút thì nó sẽ mở. Và nó có 3 chế độ, 1, 2, 3, hỏi khỏe lắm nha mấy anh. Rồi cái này thì nó có cục pin nè, pin này mấy anh đè vô
rồi mấy anh kéo lên ha. Và khi em nhanh cho đi á, là em nhanh sẽ tháo gời pin ra, em nhanh không có để như gì, khi nó nóng nó phải là cháy nổ nữa á. Mấy anh đẩy vô, mấy anh khởi động ha. Và có móc quay đeo nha, thích thì mình đeo, không thích thì thôi, nhưng mà em nhanh tặng kèm cho mình đó. Cái này thì mấy anh phía đây có cái chữ nè, không có cái móc quay đeo nè đó, em nhanh hướng dẫn kỹ ha. Máy thì kèm theo là một máy, một pin và một sạc. Rồi em nhanh sẽ tặng thêm cho mình một cục pin để xe cua nha. Một cái pin này nó 15 mét nha mấy anh, pin to ha, chứ không phải loại 10 mét nha đó. Mà cái máy này nó rất là nhẹ mấy anh ơi, tầm 3 kg chứ gì, nhiều à nha. Thổi lá cũng được, thổi bụi cũng được, về ứng dụng cái gì cũng được ha đó. Rồi mấy anh xài lâu lâu mình cũng thâm nơm hết pin ăn mình sạc nha. Rồi cái máy này bán cho mấy anh là 1.600.000 đồng, chốt giùm em nhanh máy thổi bụi, thổi bụi ha, 1.600.000. Chế độ bảo hành là 6 tháng nha em ạ. Chế độ bảo hành là 6 tháng. Em riêng cái máy thổi bụi này nó có cái tem bảo hành luôn. Điều kiện bảo hành nè là bảo hành 6 tháng trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua nha. Và bảo hành có miễn phí và bảo hành tính phí ha. Bảo hành miễn phí là trong trường hợp sản phẩm bị hỏng do kỹ thuật của nhà sản xuất. Đó, ngoại trừ là hao mòn của tự nhiên nha. Bảo hành tính phí là thứ nhất là mấy anh làm rách cái phiếu, làm mất cái phiếu bảo hành là không bảo hành được. Thứ hai là mấy anh xài sai quy cách, sai mục đích, hoặc là vỡ trong quá trình mấy anh vận chuyển đi tới đi lui, mấy anh làm rớt xuống nước gì đó, hoặc là hỏng hóc, hoặc là do cắt giữ lâu mà mình không sử dụng ha, mình phải lấy ra mình sử dụng thường xuyên nha. Có thì xài đi, để làm gì phải không ha. Rồi những mặt hàng ở đây là em nhanh bao cái test nổ trước khi nhận, không lấy cọc ha, suy nghĩ cho kỹ rồi mình hãy chốt cho anh. Và hàng này em bán là hàng của anh trái nơ, hàng loại một ha. Đó, đâu đó em nhanh nói cho đàng hoàng tới chỗ mấy anh, đừng có ơ em ơi sao mấy anh mới gì vậy, nhảy nai với em là không được nha mấy anh đó. Rồi cho em nhanh chờ và hẹn gặp lại nha.